Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản, ngày 8 tháng 3 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 26 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản năm 2017 với nhiều điểm mới nhằm chuyển từ hướng nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm, tiếp cận vào hệ sinh thái. Là một tỉnh miền núi, song những năm gần đây, lĩnh vực chăn nuôi thủy sản của tỉnh Lào Cai phát triển khá mạnh, đem lại nguồn lợi kinh tế lớn cho bà con nông dân. Để đảm bảo chăn nuôi thủy sản bền vững, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh hiện đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Nghị định 26 của Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc nuôi trồng khai thác thủy sản tại địa phương. Chuyên đề nông nghiệp và phát triển nông thôn hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một số điểm mới nhất của Nghị định 26 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản năm 2017. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thông tin Lào Cai hướng tới mục tiêu phát triển thủy sản bền vững, đánh giá khái quát thực trạng phát triển thủy sản của tỉnh trong thời gian qua. Theo số liệu thống kê mới nhất của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, hiện nay toàn tỉnh Lào Cai có gần 2.100 hectare ao hồ nhỏ nuôi thủy sản, hơn 54.000 mét khối bể nuôi cá nước lạnh và khoảng 500 lòng bè nuôi cá trên sông và hồ chứa với thể tích khoảng 15.000 mét khối. Năm 2019, tổng sản lượng thủy sản của toàn tỉnh Lào Cai đạt gần 9.500 tấn, tăng gần 3.000 tấn so với cùng kỳ, đem lại giá trị kinh tế khoảng trên 400 tỷ đồng. Đáng chú ý là trong khi sản lượng thủy sản khai thác sụt giảm mạnh do nguồn cá tự nhiên trên sông suối giảm, thì sản lượng nuôi trồng thủy sản trong năm lại tăng rất cao. Nguyên nhân chính được xác định chủ yếu do tỉnh Lào Cai đã huy động nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đầu tư phát triển các vùng nuôi thủy sản theo phương thức quảng canh cải tiến, thâm canh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, đồng thời khuyến khích bà con chuyển đổi những diện tích ruộng trũng, sản xuất kém hiệu quả sang nuôi thủy sản. Nhờ vậy, ngành chăn nuôi thủy sản phát triển mạnh cả về diện tích mặt nước, năng suất, sản lượng, giá trị kinh tế và dần khẳng định vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Thực tế này có thể thấy rõ ràng tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng. Liên tục trong vòng gần 10 năm nay, bằng việc chủ động khai thác mặt nước, chuyển những chân ruộng cấy lúa không hiệu quả sang đào ao thả cá, Phong Hải đã trở thành vùng trọng điểm phát triển kinh tế thủy sản của tỉnh với diện tích mặt nước chăn thả hiện tại lên tới 136 hectare. Trong đó có tới trên 60% diện tích mặt nước áp dụng biện pháp chăn thả thâm canh. Bình quân mỗi năm địa phương này cung cấp ra thị trường khoảng 600 tấn cá các loại, đem lại thu nhập tương đối ổn định cho hàng trăm hộ nông dân trên địa bàn. Hộ gia đình anh Phạm Văn Hợp ở tổ dân phố số 1 là một ví dụ, chuyển sang chăn nuôi thủy sản được khoảng 5 đến 6 năm nay. Ngay từ đầu anh đã đầu tư xây dựng hệ thống ao, máy sục oxy và hệ thống cung cấp thức ăn tự động cho cá. Áp dụng kỹ thuật chăn thả thâm canh đối với 3 loại cá chính là cá chép, cá chấm cỏ và cá rô phi. Cứ trong vòng 2 năm, 6.000 m2 mặt nước cho gia đình anh Hợp thu hoạch được 3 vụ cá. Mỗi vụ sản lượng đạt từ 2,5 đến 3 tấn cá, đem lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Điểm đáng lưu ý là khi nuôi cá, anh Hợp đã rất chú ý đến các biện pháp chăn nuôi an toàn. Để nuôi con cá nó an toàn mà đảm bảo về chất lượng thì đối với gia đình thì phải quan tâm đến cái kỹ thuật nuôi và đúc rút cái kinh nghiệm, đặc biệt là về cái phòng bệnh cho cá định kỳ hàng tháng và thay đổi cái cám thức ăn theo cái từng giai đoạn của cá để cho nó phù hợp. Thứ nhất là về phù hợp để tốc độ lớn của con cá. Cái thứ hai là phù hợp cho cái người tiêu dùng sau khi mà mình xuất bán con cá để đảm bảo con cá an toàn về cái chất lượng của thịt của con cá là tốt nhất. Song song với việc đẩy mạnh năng suất và sản lượng cá thịt, tỉnh Lào Cai cũng hết sức chú trọng tới khâu sản xuất cá giống. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 16 cơ sở sản xuất ươm nuôi giống thủy sản, gồm 7 cơ sở sản xuất giống thủy sản nước ấm và 8 cơ sở sản xuất thủy sản nước lạnh, trong đó có 3 cơ sở của nhà nước, 13 cơ sở tư nhân. Các cơ sở sản xuất của nhà nước đều được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Do vậy, về cơ bản đã sản xuất được con giống sạch bệnh, đáp ứng nhu cầu nuôi thủy sản của các hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh. Trại nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản cấp 1 Phú Nhuận, Bảo Thắng là đơn vị trực thuộc Trung tâm Giống Nông nghiệp, là một trong 3 cơ sở sản xuất cá giống của ngành nông nghiệp, đã đảm trách rất tốt việc sản xuất và cung ứng cá giống các loại cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh thời gian qua. Chính thức thành lập từ cuối năm 2004 và được đầu tư hạ tầng kỹ thuật khá đồng bộ, hàng chục năm liền,
Trại nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản cấp 1 Phú Nhuận đã không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, hoàn thiện các quy trình kỹ thuật lai tạo, chọn lọc các giống chất lượng, đồng thời nghiên cứu, khảo nghiệm các giống mới, giống đặc sản phong phú, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Hiện mỗi năm, đơn vị sản xuất khoảng 4 triệu con giống, đạt 80% công suất của đơn vị. Trong đó, 3 triệu con phục vụ người nuôi trong tỉnh, 1 triệu con giống bán ngoài tỉnh, chủ yếu là cá chép. Bên cạnh sản xuất giống thủy sản truyền thống, các cơ sở còn sản xuất và cung ứng các giống mới có giá trị kinh tế phục vụ nuôi thâm canh tập trung như cá chép, V1, cá bỗng, cá lăng chấm, cá nheo vàng, cá chiên, cá hồi, cá tầm. Hiện nay, các cơ sở sản xuất ương nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đang đáp ứng được khoảng 65% nhu cầu giống thủy sản của bà con nông dân. Thưa quý vị và các bạn, với việc tăng nhanh cả về diện tích, năng suất và sản lượng, sự chủ động trong lĩnh vực sản xuất cá giống, rõ ràng lĩnh vực chăn nuôi thủy sản của tỉnh Lào Cai phát triển khá mạnh, đem lại nguồn lợi kinh tế lớn cho bà con nông dân. Tuy nhiên, để ngành chăn nuôi thủy sản của tỉnh phát triển bền vững, thì việc nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản cũng là mục tiêu mà ngành nông nghiệp Lào Cai hướng đến trong thời gian tới. Trong đó, việc tuyên truyền Nghị định 26 của Chính phủ chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản năm 2017 là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần sớm được triển khai. Theo số liệu thống kê của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, với việc tăng nhanh cả về diện tích mặt nước, năng suất và sản lượng, lĩnh vực chăn nuôi thủy sản của Lào Cai hiện đang tạo việc làm cho khoảng 8.000 lao động và nâng cao đời sống cho hàng ngàn hộ dân. Tuy nhiên, hiện tỉnh Lào Cai đang phải đứng trước một số khó khăn thách thức như vấn đề về quy hoạch, hiện tượng biến đổi khí hậu, tình trạng ô nhiễm, tranh chấp, ô nhiễm nguồn nước, việc thẩm lậu giống thủy sản từ Trung Quốc. Một số cơ sở còn sử dụng thuốc cấm trong nuôi thủy sản, dịch bệnh, thị trường không ổn định. Chính vì vậy, để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển thủy sản, ngay sau khi luật thủy sản năm 2017 và Nghị định 26 của Chính phủ chính thức ban hành, ngành nông nghiệp tỉnh đã sớm có động thái triển khai nhằm giải quyết bài toán phát triển thủy sản bền vững, nâng cao năng suất sản lượng thủy sản, đi đôi với việc bảo đảm hệ thống sinh thái tại địa phương. Đến thời điểm này thì Sở Nông nghiệp cũng đã triển khai nhiều văn bản để hướng dẫn, lồng ghép rất nhiều các cái lớp tập huấn cũng như lồng ghép trên phát thanh để mà tuyên truyền được thủy sản. Với cái điểm mới của thủy sản thì tuy nhiên là với cái nhận thức của người dân cũng như các cơ sở sản xuất có họ làm theo lề lết từ trước kia thì cũng chưa tiếp cận được nhiều. Thì tới đây thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai thủy sản, lồng ghép toàn bộ chương trình vào và trong quá trình công tác để mà làm sao đó để hướng tới một nghề cá là phát triển bền vững và an toàn sinh học. Nghị định 26 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, các cơ sở sản xuất ương dưỡng giống thủy sản phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện. Trường hợp không chấp hành bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi sản xuất ương dưỡng giống thủy sản không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định. Tổ chức cá nhân sản xuất ương dưỡng giống thủy sản phải thực hiện các quy định về quản lý giống thủy sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất phù hợp với loại thủy sản, có nơi cách ly theo dõi sức khỏe giống thủy sản mới nhập. Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học trong quá trình sản xuất, hệ thống nước cấp, nước thải ra môi trường phải được kiểm soát chất lượng. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất ương dưỡng giống thủy sản, kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn, trừ giống thủy sản bố mẹ. Cơ quan chuyên môn cũng sẽ định hướng để người dân đưa các quy tắc về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành quy ước hương ước của thôn bản, tổ chức thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định pháp luật, luật thủy sản năm 2017. Rà soát, lập danh sách các đối tượng khai thác thủy sản bằng phương tiện hủy diệt để vận động, tuyên truyền, giáo dục, quản lý, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp khai thác thủy sản không theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, góp phần thúc đẩy nghề cá có trách nhiệm, an toàn sinh học của Lào Cai. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên đề nông nghiệp và phát triển nông thôn của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.